Và để tiếp tục chương trình văn nghệ ca cổ miệt vườn, Văn Lên và Phương Oanh xin gửi tặng chung các anh chị có mặt trong buổi ca nhạc ở quán cà phê miệt vườn hôm nay qua bài hát được mang tên Mùa Xuân Về Lại Trà Vinh Tắc và Tống Công Luận. Mùa xuân này ta đã hẹn cùng nhau, anh sẽ đưa em về quê hương ăn tết thắm thành con trà chín dương lên đồi mới cảnh sắc vô tình. Thank you.
không em quá vẫn xinh đẹp làm gì. Chẳng tin mưa ta đầm đã đánh quê, hàng vẫn tươi xanh gió lùa cũng đang kiên ca. Còn gì đẹp thương ta đứng trên cầu dài quay thấy không em làng quê của mình. Em à, hôm nay á mình có dịp về với hương Trà Vinh trước bao nhiêu đội mây. Rồi sáng hôm sau mình về Châu Thành và Trà Cú để thăm cô bác ông bà và viếng mộ tổ tiên. Đến thị trấn Định An sò do kiếm cua và thăm đoàn tàu đánh tất chở đầy. Để chiêm ngưỡng bao điều đổi mới của quê, một góc trời hồng trang nhà dệt ước mơ, rừng biển suối vườn đầy tiềm năng tinh. Trà Vinh đón ta đón những người con xa xứ về quê hương cùng vui Tết với cội. Trà Vinh dùng tất nghĩa tình chờ ta trở lại cùng gia đình đón xuân. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn tác giả Tấn Công Luận. Hôm nay rất vui vì Ván Hèn được đón tiếp một tác giả rất là quen thuộc của gương mặt đầy các đài truyền hình cũng như trên các trang mạng YouTube. Một lần nữa xin chúc anh ngày càng có nhiều bài hát sáng tác hay hơn nữa để phục vụ cho quý khán giả. Trân trọng cảm ơn.